rằng ngày giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em mỉm cười. Cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Giây phút đầu là tim anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em mỉm cười. Cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một ước ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Nhịp cùng nhau lòng xôn xao khi ngày vui đã tới, đi qua câu bướm lời ông, giờ hai đứa có tên trên thiệp hồng. Gần xa loan báo tin mừng, khắp xóm làng đến chung vui ngày cưới. Xem kia áo gấm xe hoa, cùng sinh lễ rượu trà bánh ngon. Hôm nay tiệc nồng hân hoan, mừng sống hoan sánh cùng bên dễ quý.
cha. Nghe đâu ai cũng khen là đám cưới này xứng đôi, ôi vừa lưng đến trai chỉ thú làm ăn, còn đến gái nết na nhu mì. Nào cùng nhau nâng ly chúc chú dê hiền, nào cùng nhau ca vang chúc mừng cô dâu. Chúng đôi lứa hạnh phúc bền lâu, sẽ nối cao duyên hồng đường tơ liên man. Yêu nhau yêu đến bạc đầu, nghĩa tình phù thế trời cao sông dài biển sâu. Chúc đôi lứa cao khắp trầu xây, trai gái sinh sau này đầy nhà đông đúc. Vang vang tiếng hát câu cười, sắc người xinh tươi về đây chúc ngày trăm. Sông dài mây nhanh, cát trắng bờ quê xưa.
mùa xuân, trẻ nô đùa khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dải đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân, đường hoa vào phố nhỏ, nhạc tràn hoa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, rung nắng vàng ban mai. Anh cho em mùa xuân, anh cho em mùa xuân, nhạc thơ tràn muôn lối. Cầu tre làng bên bắc qua kính nối tình miền quê, buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, làng mà nghe ai hát đêm về. Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp cầu tre, lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng huê. Là chàng làng bên nơi thương em lại thốt lên này hỡ. Cầu tre tăng tịch tình tình, cầu tre tăng tịch tình tình, rằng nhớ ở đây thương nhau, mà thương nhau, mà thương nhau, cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi qua cầu. Cầu thưa rằng thưa rằng thưa qua cầu gió bay. Nhờ ai em tới qua lấy chồng làng bên, nhờ ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên. Cho dù sông cạn đá mòn thì câu kia muốn kiếm vẫn còn. Cay, ăn lại, phải chân, phải cơm, phải mật.
Từng đêm qua anh luôn được mơ thấy em, một bông hoa xinh đẹp trong nắng vàng. Lòng thầm mong ngôi sao này ta sẽ sánh đôi, chỉ cần em bên đời anh sẽ thấy vui. Khi em nói câu xin chào là khi trái tim tôi buồn, mang bao nhớ thương trong lòng giờ này biết nói cho ai nghe. Con tim giá băn bao ngày chờ ngày em ghé thăm nơi này, đôi môi khẽ run đôi lời rằng anh đang dần nhớ em. Chờ là chờ nhau nhé, đôi tay cầm tay trên lối về. Tình là tình anh đó nay anh chỉ thương có mình em. Một buổi chiều yên gió nay anh khẽ hôn bờ môi mềm, làm lòng này sao xuyến nhớ thương em nhiều thêm. Lời tỏ tình đã nói nhưng em ngó nhìn nhìn mây trời, lòng bồi hồi giây phút khi đôi mắt em đang nhìn anh. Và rồi người nói có con tim bỗng dưng được vang lời, kể từ giờ anh có bông hoa bé xinh bên đời anh. I love you so.
tất cả những coi như là các cụ các ông bà cô dì chú bác anh chị em thanh niên để lên trên đó. Cháu thì là đề nghị coi như là khẩn trương và thời gian có theo quy định, nhưng là tất cả coi như các cụ các ông bà coi là có tinh thần chuẩn bị và lên gọi đứa gái này. Hòa nhịp cùng nhau, lòng xôn xao khi ngày vui đã tới. Đi qua câu bướm lời ông, giờ hai đứa có tên trên thiệp hồng. Gần xa loan báo tin mừng, khắp xóm làng đến chung vui ngày cưới. Xem kia áo gấm xe hoa, cùng sinh lễ rượu trà bánh ngon. Tiệc nồng hân hoan mừng sống ngoan sánh cùng bên dễ quý, hai bên cô bác gần xa về đây để nhấp chung ly rượu trà. Nghe đâu ai cũng khen là đám cưới này xứng đôi ôi vừa lứa, bên trai chỉ thu làm ăn còn bên gái nết na nhu mì. Cùng nhau nâng ly chúc chú rể hiền, nào cùng nhau ca vang chúc mừng cô dâu. Chúng đôi lứa hạnh phúc bền lâu, sẽ nối câu duyên hồng đường tơ liên man. Yêu nhau yêu đến bạc đầu, nghĩa tình phù thế trời cao sông dài biển sâu. Chúc đôi lứa cao khắp trầu xây, trai gái sinh sau này đầy nhà đông đúc. Vang vang tiếng hát câu cười, sắc người xinh tươi về đây chúc ngày trăng. Nồng hân hoan mừng sống ngoan sánh cùng bên dễ quý, hai bên cô bác gần xa về đây để nhấp chung ly rượu trà. Nghe đâu ai cũng khen là đám cưới này xứng đôi ôi vừa lứa, bên trai chỉ thú làm ăn còn bên gái nết na nhu mì. Cùng nhau nâng ly chúc chú rể hiền, nào cùng nhau ca vang chúc mừng cô dâu. Chúc đôi lứa hạnh phúc bền lâu, sẽ nối câu duyên hồng đường tơ liên man. Yêu nhau yêu đến bạc đầu, nghĩa tình phù thế trời cao sông dài biển sâu. Chúc đôi lứa cao khắp trầu xây, trai gái sinh sau này đầy nhà đông đúc. Vang vang tiếng hát câu cười, sắc người xinh tươi về đây chúc ngày trăng đông. Chúc đôi lứa hạnh phúc bền lâu, sẽ nối câu duyên hồng đường tơ liên mang. Vang vang tiếng hát câu cười, sắc người xinh tươi về đây chúc ngày trăng năm.
Trần Huy, chúng ta sẽ cùng chính thức di chuyển vào phía trong làng trong ngày hôm trọng vọng cưới của gia đình bạn bè của cô dâu và chú rể, và xin được mời mỗi chúng ta hãy cùng lựa chọn cho mình một vị trí trong bầu danh dự cho công dân tiệc cưới của gia đình để cùng ăn cọ với chiếc dãy bàn tiệc trời của nhà tổ chức, và ban lễ tân của chúng tôi được chính thức mời nước mời trầu tới toàn thể quý vị. Một lần nữa xin được kính mời. Một lần nữa kính chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà cùng quan viên của họ một sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Thì báo cáo các cụ, các bà là qua các thủ tục của hai bên gia đình đã làm các cái thủ tục
từ đầu. Theo cái phong tục tập quán của địa phương, đến ngày hôm nay chính thức gia đình họ nhà trai chúng tôi có cưới dầu lên với gia đình họ nhà gái. Trước tiên để báo biến kính dâng lên gia tiên, thứ hai là xin cháu Quỳnh Anh được về làm dâu, làm con, làm cháu, làm em, làm chị trong gia đình nhà trai chúng tôi. Được sự chấp thuận của gia đình nhà gái, gia đình nhà trai chúng tôi cũng chính thức trao cháu Văn Huy cho các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại. Bên gia đình nhà gái, cháu tôi về được làm con rể, anh rể, em rể, cháu rể của các cụ, các ông, bà trên này. Một lần nữa không biết nói gì hơn, xin kính chúc các cụ, các ông, các bà cùng con kia bốn họ một sức khỏe, hạnh phúc. Xin được cảm ơn một lời phát biểu vô cùng trân trọng thân thương đến từ Bắc Triều Đoàn, đại diện cho gia đình quan viên họ nhà trai. Và sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một lời phát biểu đáp từ đến từ Bắc Triều Đoàn, đại diện cho gia đình quan viên họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời bác. Xin kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên bốn họ. Qua một thời gian tìm hiểu lâu dài, chín mùi hai cháu Trần Huy và Quỳnh Anh đã thực sự thương yêu nhau, nguyện thề kết thúc xe tơ trăm năm hạnh phúc. Được sự nhất trí của hai gia đình, hai cơ quan đoàn thể và hai chính quyền địa phương, hôm nay hai gia đình là ngày lành tốt, sáng tháng tốt, hai gia đình chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Trước tiên, thay mặt gia đình nhà gái, chúng tôi trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà họ nhà trai đã dành những tình cảm chân quý đến để cho gia đình nhà gái chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà trong quan viên bốn họ mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng và cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn hai lời phát biểu của hai bác trưởng đoàn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và vừa rồi thì quý vị đã được đến với lời phát biểu của bác. Và như quý vị đã biết rằng ngày hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời cho gia đình họ nhà gái, đúng không ạ? Và sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn ngày hôm nay, các bác đã chính thức đại diện cho các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác để có đôi lời phát biểu. Và thưa quý vị thân mến, vào ngày hôm nay đây ạ, bác nhà trai thì đón Quỳnh Anh về làm dâu con họ nội, bác nhà gái thì đón Huy về họ ngoại làm con. Và hai bác đã phát biểu cũng như là xin được chúc cho bạn trẻ hạnh phúc vung tròn, cũng như là cùng khẳng định và kết nối tình thông gia từ đây mãi mãi bền chặt. Và sau đây cháu xin được trang trọng kính mời hai bác sẽ cùng trao cho nhau một cái bắt tay để cùng siết chặt tình thông gia giữa hai gia đình, và một trong bắt tay của quý vị để cùng chúc mừng. Xin được cảm ơn hai bác. Cũng như là như quý vị đã biết là ngày hôm nay đó là gia đình họ nhà gái của chúng tôi đang long trọng tổ chức một ngày hạnh phúc cho người con gái của họ, đó là cô dâu Quỳnh Anh được sánh duyên bên chú rể Trần Huy. Và ngày hôm nay luôn mong quý vị chúng ta sẽ luôn nhớ rằng vào ngày 25 tháng 2 năm 2023, tức là vào ngày mùng 6 tháng 2 mùa xuân Quý Mão, được sự thống nhất của chính quyền địa phương, được sự đồng thuận vun vén từ bố mẹ hai bên gia đình, và đặc biệt hơn đó là sự hiện diện đông đủ của toàn thể tất cả các quý vị để cùng chúc phúc chúc duyên cho cô dâu và chú rể. Và bây giờ xin một tràng pháo tay của quý vị để chúng ta sẽ cùng chúc mừng đại lễ vô quỷ, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Quỳnh Anh và chú rể Trần Huy. Xin một tràng pháo tay thật lớn nữa của quý vị ạ. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị thân mến, chắc chắn rồi, mọi nghi thức, mọi nghi lễ, mọi cung bậc cảm xúc chúng ta tiếp tục cùng chờ đợi vào đại lễ thành hôn sẽ được tổ chức tại nhà trai trong ngày hôm nay của cô dâu và chú rể, đúng không ạ? Và bây giờ đó là những cái giây phút mà vô cùng hạnh phúc, đó là cô dâu và chú rể sẽ nhận được những phần quà, những kỷ vật đến từ những người thân bên phía gia đình họ nhà gái. Và bây giờ với một món quà đầu tiên xin được trân trọng kính mời ông nội của cô dâu Quỳnh Anh. Con được trân trọng kính mời ông sẽ cùng hiện diện lên phía trên sân khấu. Quỳnh Anh ơi,
Và ngày hôm nay trở về chung vui với hạnh phúc của người con gái nuôi của mình, thì cô chú cũng hiện diện lên phía trên sân khấu để chính thức có phần quà kỷ vật trao cho người con gái nuôi cũng như là người con rể của mình ạ. Và quý vị ơi, dành một tràng pháo tay cho người cha người mẹ nuôi của cô dâu Quỳnh Anh ạ. Đến từ các anh, các chị. Và quý vị ơi, giờ phút ở đây thì quý vị tiếp tục hoan hỉ dành một tràng pháo tay cho những tình cảm vô cùng trân trọng, thân thương đến từ gia đình họ nhà gái. Vâng, thưa quý vị thân mến, và lúc này đây thì thời gian đồng hồ đã điểm đã là 9:45. Đó là cái thời gian vô cùng đẹp cũng như là những tín hiệu vô cùng thân thương đến từ bác trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai. Chúc đầu tiên cho gia đình họ nhà trai chúng tôi và tạo điều kiện ngày vui lễ vu quy của hai cháu. Và xin mời tất cả các quý vị, chúng ta sẽ cùng đón nhận lời mời từ bác và sẽ cùng với bác trưởng đoàn nhà gái cùng với hai bên gia đình sẽ đưa cô dâu Quỳnh Anh và chú rể Trần Huy trở về tư gia của gia đình họ nhà trai để cùng long trọng đến với chương trình đại lễ thành hôn của cô dâu và chú rể. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tim một con đường trắng tinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới còn anh là chú rể, mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Anh là mây người hướng còn em là trăng là vương, anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc, em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn hơn, thang dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung với kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân đương đất đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà.
anh ở đây em sống không quen. Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh, không ai cho bằng tình yêu em có cho anh. Về đây mình sống như tiên, một con đường trắng trinh nguyên, một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình. Em là dâu ngày cưới, còn anh là chú rể. Mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Anh là mây người hướng, còn em là trăng là bướm. Anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất. Anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em lại. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc. Em đi theo anh, em theo anh về làm dâu nhà anh. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn, thênh thang dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung với kiếp sân ga, xin cho trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Hồi đình làng chim trắng rền vang. Ngày vào xuân thanh thang
sẽ có người câu chào hỏi cưới, đâu có ai ngỏ lời yêu mình mà em bảo lễ cưới lễ sinh. Em ơi đừng lo, dù anh chưa nói một lời, anh đã yêu rồi, yêu em. Anh không ngó lời em đâu sẵn hé môi. Này người em yêu ơi, năm nay cưới nhau được rồi, để cùng nhau sông chơi vui xuân vui tình đôi ta. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng cũ tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoài đón Tết xuân sang. Để mùa xuân sang năm hai đứa mình có thằng cũ tí, anh với em sẽ về bên nội, về bên ngoại đón Tết xuân sang. Quan họ nhà gái chúng ta ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị và quan họ nhà trai chúng ta sẽ cùng dành những phần giới đặc biệt nhất từ tiếp đón đoàn đại biểu quan họ nhà gái ngày hôm nay có được không? Chú rể và cô dâu đã hiện diện trước trung tâm sân khấu tư ta của gia đình để chính thức ra mắt toàn thể quý vị. Xin quý vị và tổ tay thật lớn để chúc mừng ạ. Và xin mời cô dâu và chú rể cùng cúi chào ra mắt toàn thể quan viên của họ. Xin mời. Và thưa quý vị, chúng đến cái cúi chào nề nề của cô dâu và chú rể ngày hôm nay là lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới song thân phụ mẫu đôi bên đã hạ sinh ra chúng con, nuôi chúng con khôn lớn. Để từ ngày hôm nay chúng con đã thuộc về nhau trong niềm vui hân hoan của hai bên gia đình hai họ. Vâng thưa quý vị, kính mến, triệt kể rằng
Chàng trai Quang Huy là một chàng trai đức độ hiền hòa, là người con trai của quê hương Diên Thắng, xã Tiến Thắng, Lý Nhân, Hà Nam, trên bước đường đi tìm hạnh phúc của mình. Anh đã đặt chân tới rất nhiều miền quê, vừa một miền quê với bao nhiêu kỷ niệm, đó chính là quê hương Hưng Yên. Nơi đó có một người con gái tỉ mỉ hết na, đó chính là Quỳnh Anh. Họ đối với nhau bằng tình yêu chân thành ngay cái gì đầu tiên. Chàng trai quê hương Hà Nam đất mẹ anh hùng Văn Huy đã nắm lấy trong cái nhìn của người con gái quê hương Hưng Yên, đó chính là Quỳnh Anh. Và tình yêu của họ cùng lớn dần theo năm tháng, được sự vun vén của bạn bè đồng nghiệp, được sự nhất trí của cha mẹ đôi bên, được sự cho phép của hai dòng họ cũng như chính quyền của hai quê hương Hà Nam và quê hương Hưng Yên. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày ông tơ bà nguyệt xe duyên, nhằm ngày 25 tháng 2 năm 2023, tức ngày 6 tháng 2 năm Quý Mão. Và giờ này là thời khắc trang trọng nhất. Cho phép những người làm chương trình chúng tôi từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Thắng Nguyễn xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành ôn mừng duyên hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Văn Huy Sánh Duyên cùng Quỳnh Anh. Xin phép chính thức được bắt đầu. Xin quý vị cùng đội chúng ta bắt tay thật lớn thật to thật rộng để chúc mừng nhé. Vâng, thưa quý vị kính mến, và ngay lúc này đây cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng và kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ Tổng nhà trai sẽ cùng hiện diện bên người cháu dâu yêu quý, bác trưởng đoàn đại diện cho họ Tổng nhà gái đứng cạnh cháu rể yêu thương của hai bên gia đình. Xin một tràng tay của quý vị để trân trọng chào đón sự hiện diện của hai bác ngày hôm nay ạ. Và giờ này cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được dành một khoảng thời gian trang trọng đầu tiên để nồng nhiệt chào đón bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ Tổng nhà gái đến từ quê hương Hưng Yên sẽ có lời phát biểu và trao dâu. Xin trân trọng và kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên bốn họ, thưa các bạn bè nam nữ thanh niên, bạn của cháu Trần Huy và Quỳnh Anh. Qua một thời gian tìm hiểu chín mùi, hai cháu Quang Huy và Quỳnh Anh đã thực sự thương yêu nhau, nguyện thề kết tóc xe tơ trăm năm hạnh phúc. Được sự nhất trí của hai gia đình, hai cơ quan đoàn thể và hai chính quyền địa phương, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự có mặt đông đủ của toàn thể các cụ, các ông, các bà, các quý vị và các vị tân khách. Cũng xin thay mặt họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, chí tình và những tình cảm chân quý mà các cụ, các ông, các bà, họ nhà trai đã dành cho họ nhà gái chúng tôi. Và xin chúc tình thông gia của hai gia đình ông bà Hải Bích và ông bà Hải Hồng, và xin chúc tình đoàn kết giữa hai quê hương Hà Nam và Hưng Yên mãi mãi xanh tươi, đời đời bền chặt. Chúc hạnh phúc của hai cháu yêu thương nhau trọn đời đến đầu bạc răng long. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể chị em kính mến, chúng ta vừa được lắng nghe những lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ Tổng nhà gái từ quê hương Hưng Yên. Và tiếp theo chương trình cũng xin được dành một khoảng thời gian trang trọng tiếp theo để chào đón bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ Tổng nhà trai cũng sẽ có đôi lời phát biểu và tuyên truyền cùng chuyên ôn. Xin mời bác ạ. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn mời chè, mời thuốc, mời nước cùng vui và hạnh phúc với hai cháu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự chứng thực của chính quyền hai địa phương, được sự thống nhất của hai bên gia đình và tình yêu của hai cháu đã trở thành vợ thành chồng. Thay mặt đoàn gia đình nhà trai, lời đầu tiên rất cảm ơn sự chăm lo vun đắp của gia đình của nhà gái
và rất nhiệt tình, bất chút những thời gian từ Bắc Giang xuống đây để chúc ở Hưng Yên xuống đây để chúc phúc mừng hạnh phúc và trao dâu cho gia đình của nhà trai chúng tôi. Một lần nữa không biết nói gì hơn, biết xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, quan viên bốn họ cùng toàn thể hôm nay một sức khỏe, một lời chào trân trọng. Sau khi mừng hạnh phúc cho các cháu xong, bớt lại thời gian cùng chung vui chén rượu chúc phúc cho hai cháu và chúc tình thông gia hai bên được bền vững. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Chào mừng kính thưa toàn thể chuyên hôn, chúng ta vừa được lắng nghe những lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ Tộc nhà trai. Lời đầu tiên xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quan viên bốn họ cũng như sự nhiệt thành của gia đình họ Tộc nhà gái ngày hôm nay từ quê hương Hưng Yên đã trở về trao dâu. Và lời tiếp theo, bác cũng xin được đại diện gia đình dòng họ xin được tiếp nhận những lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ Tộc nhà gái từ quê hương Hưng Yên. Kể từ ngày hôm nay xin được dang rộng vòng tay để đón nhận Quỳnh Anh về làm người cháu dâu của dòng họ nhà trai chúng tôi, dòng họ Trần, và làm dâu của gia đình ông bà Đóa Hồng tại quê hương Hà Nam. Và xin được gửi trao văn huy làm thể hiện của quê hương Hưng Yên cũng như gia đình ông bà Hải Bích, và mong rằng hai gia đình luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để cây đời hạnh phúc trăm năm của hai em của Văn Huy và Quỳnh Anh. Trăm năm tỉnh viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, trăm năm duyên thắm má kề, trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nổi những tràng pháo tay thật lớn loạt cùng giai điệu nhạc rộn rã để chúc phúc cho đời trẻ ngày hôm nay ạ. Và lúc này xin được trân trọng và kính mời hai bác trưởng đoàn lên nào bắt tay, và xin mời hai bác có một cái ôm thật chặt để hai gia đình chúng ta mãi mãi kết nghĩa tông gia, cùng chúc phúc cho hai cháu. Và xin được trân trọng cảm ơn hai bác, có xin mời hai bác cùng trở lại vị trí của mình ạ. Và ngay lúc này trên sân khấu cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được vinh danh những người cha người mẹ thân sinh ra chúng rể và cô dâu. Về phía nhà trai xin mời bố mẹ thân sinh ra chúng rể cùng hiện diện trên sân khấu ngày hôm nay để chúc phúc cho hai con ạ. Về phía nhà gái xin mời bố của chú, cô dâu hiện diện trên sân khấu để cùng chúc phúc cho hai con, xin mời các ông bà. Và xin được chào đón song thân phụ mẫu của chú rể và cô dâu, xin mời các ông bà cùng hiện diện trên sân khấu ngày hôm nay. Lúc này xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến lên phía trước một bước ạ. Xin mời hai em ạ. Xin mời hai em cùng đến với nghi thức đầu tiên, đó là trao nhẫn cưới. Xin mời hai em ạ. Con xin mời ông ạ. Để lúc này cô dâu và chú rể đang trao nhẫn cho nhau, nhẫn là kỷ vật thiêng liêng cho ngày hạnh phúc trọng đại, và xin được suốt đời này mãi mãi bên nhau. Và xin mời cô dâu và chú rể cùng khoe nhẫn để đánh dấu tình yêu của hai em bắt đầu từ đây. Kể từ ngày hôm nay hai em chính thức lên vợ lên chồng. Xin một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và kính thưa quý vị, và ngay lúc này xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến đến với tháp bánh tình yêu. Xin mời hai em ạ. Và xin mời ạ. Và xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến đến tháp bánh tình yêu. Xin mời hai em cùng chung tay và chung ngọt sở bồi công việc đầu tiên trong ngày hạnh phúc. Xin mời hai em đặt nhát cắt đầu tiên ạ. Và xin được bày tỏ lời cảm ơn tới song thân phụ mẫu ạ. Nhát cắt tiếp theo đi ạ. Xin được trân trọng cảm ơn các bậc cao niên cùng toàn thể quý vị ạ. Và một nhát cắt tiếp theo nữa ghi dấu ấn hạnh phúc đời đời, trăm năm hạnh phúc bên nhau của hai em. Xin mời đồng hành tay tự lớn của quý vị để chúc mừng nhé. Và kính thưa quý vị, và lúc này xin bảo chúng tôi và chủ đề cùng tiến đến tháp ly tình yêu ạ. Và xin mời chúng tôi, xin mời chúng tôi cùng khui rượu ra đi ạ. Và thưa quý vị, giây phút này chú rể và cô dâu đã chờ đợi lâu lắm rồi. Đã qua bao mùa xuân, và những bóng cánh hoa hồng đã bung nở, những cành đào cành mai đã lung linh trước gió. Và trong cái nắng vàng của mùa xuân năm nay, cô dâu và chú rể chung tay cùng đến với tình yêu ngọt ngào và một cảm xúc lân lân khó tả. Và lúc này xin mời chú rể và cô dâu cùng khui rượu xung quanh đi ạ. Cô dâu và chú rể dùng rót rượu xung quanh đi ạ. Vâng, thưa quý vị, rượu là sự kết tinh giữa nước và mật ngọt. Ngày hôm nay, từ
tuổi yêu của hai em cùng tuôn chảy hòa quyện những dòng khói lung linh huyền ảo cùng với màu đỏ của sự nhiệt thành của tình yêu và tượng trưng cho tuổi trẻ, tượng trưng cho dòng máu trong tim. Và ngày hôm nay những làn điệu lung linh huyền ảo này đang lan tỏa khắp khán phòng. Đó cũng chính là những lời chúc ngọt ngào yêu thương nhất đến từ tất cả quý vị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, xung quanh đá nổ rất to, báo hiệu tình yêu của họ mãi mãi chung thủy chắc son, suốt cuộc đời này họ sẽ mãi bên nhau. Và lúc này những ly rượu cô dâu và chú rể đang rót ra chỉ ít phút nữa thôi, xin được dâng lên những người đã sinh thành và nuôi cô dâu chú rể lên lớn để bày tỏ lời cảm ơn tới cha mẹ đã dành tình cảm yêu thương nhất cho các con trong những ngày qua, trong những tháng năm qua. Rồi, ok, xin mời cô dâu và chú rể rót tiếp về tháp đi ạ. Từ khi cuốn album ảnh cưới của cô dâu và chú rể được đăng tải trên trang Facebook cá nhân với chủ đề tình yêu mãi mãi và đã được đón nhận rất nhiều tình cảm yêu thương từ tất cả cộng đồng mạng cũng như những người thân yêu, những lời chúc tốt đẹp nhất. Và trong những ngày qua tại hai khán phòng quốc gia của hai bên gia đình đã được đón nhận những tình cảm chân quý của tất cả quý vị. Và giờ phút này tại khán phòng quốc gia của gia đình chúng tôi, sự hiện diện của toàn thể quý vị đó là món quà đặc biệt và ý nghĩa nhất. Và lúc này xin mời đại gia đình ta cùng tiến lên phía trước và tạo thành một vòng tròn gắn kết cùng ly để chúc mừng cho ngày hạnh phúc của hai con. Và ban tổ chức chúng tôi đến 3, 2, 1, xin mời gia đình chúng ta cùng ly, bố mẹ uống trước và cô dâu chú rể hoắt tay nhau cùng uống ạ. 3, 2, 1, chúc mừng hạnh phúc ạ. Và xin mời cả hoắt tay cả lớn cùng quý vị để chúc mừng nhà, xin mời cô dâu và chú rể cùng hoắt tay ạ, cùng uống cả chén tình nồng trăm năm hạnh phúc vợ chồng sánh đôi ạ. Và xin lời trân trọng cảm ơn ạ. Và xin mời quý vị cùng đồng hành tay lớn để chúc mừng ạ. Và lúc này xin được trân trọng kính mời một phần quà đến từ gia đình họ Tần nhà trai, đến từ bố mẹ. Con xin được vào mời bố con tôi được trở về vị trí của mình ạ. Và xin mời bố chú rể cùng hiện diện trên sân khấu đi ạ. Xin vâng, thưa quý vị, kính mến món quà của cha mẹ không mang nặng về giá trị vật chất nhưng mang nặng về giá trị tinh thần. Đó là thành quả tháng năm mà cha mẹ đã chất chiêu. Ngày hôm nay xin được dành tặng cho nàng dâu Bảo Hiền, thay lời cô dâu và chú rể xin được và trân trọng cảm ơn tới ba mẹ rất nhiều. Kính chúc ba mẹ luôn luôn sức khỏe để chúng con phục dưỡng mai sau. Xin một tràng vỗ tay của quý vị để chúc mừng ạ. Và xin được trân trọng cảm ơn gia đình ta. Và lúc này xin được trân trọng và kính mời bố mẹ sau khi chụp ảnh xong cùng trở về vị trí của mình ở phía bên dưới ạ. Và xin mời cô dâu chú rể cùng đến với các bàn tiệc để bày tỏ lời cảm ơn trân trọng nhất tới toàn thể quý vị ạ. Xin mời ạ. Và kính thưa quý vị, trong niềm vui hân hoan của hai bên gia đình hai họ, và lúc này từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Thắng Nguyên chúng tôi xin được dành những tình cảm yêu thương chân quý để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc Vui Trong Ngày Cưới. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Thank you.
sắc cũng như gia đình xin được kéo dài chương trình tổ chức đại lễ thành hôn của em giờ cho đến 9 giờ ngày hôm nay. Cùng năm tháng dài tình ta.